Rồi, hôm nay em lên cho anh chị một cái view ha. Nhà cấp 4, vườn trái cây mà giá cực kỳ hời luôn quý anh chị. À, nhà vườn này là dành cho anh chị tài chính thấp nha. Giá chỉ có 1 tỷ 280 triệu. À, là mình có một cái căn nhà vườn trái cây mặt tiền đường nhựa khu dân cư. À, giá cực kỳ hời quý anh chị. À, nhà cấp 4 này của mình luôn ha. Rất là kiên cố. Khu dân cư rất là đông đúc luôn quý anh chị. Tọa lạc tại ngay xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Có cây xoài này khá lớn luôn quý anh chị. Cây xoài này đâu đó khoảng tầm là 6 năm rồi quý anh chị. À, đang cho thu hoạch luôn nha. Để em quay từ ngoài quay vào cho quý anh chị xem. Nhà của mình là mặt tiền đường liên xã Bình Ba lớn lớn quý anh chị. Hướng này mình đi thẳng ra khoảng tầm 100 mét là đụng khu tái định cư Bình Ba, mới vừa mở rộng xong ha. Và cũng đi thẳng là đi ra quốc lộ 56 đi về Ngãi Giao quý anh chị. Cách vòng xoay Ngãi Giao đâu đó khoảng tầm là 7 phút đi xe thôi ha. Khoảng tầm 5 km là đến quý anh chị. Còn hướng ngược lại, đây mình đi ra khoảng tầm là 200 m là gặp ngay đường liên xã Suối Nghệ Lăng Lớn quý anh chị. À, ngay hồ Đá Đen đây ha. Mình là gần hồ nên là khí hậu mát mẻ quanh năm luôn quý anh chị. Hồ Đá Đen này là cấp nước cho cả tỉnh Bà Rịa luôn quý anh chị ha. À, thì đường Suối Nghệ Lăng Lớn đó mình rẽ trái là đi ra ngay trung tâm của Suối Nghệ quý anh chị. À, còn rẽ phải là mình đi về Mỹ Xuân, Phú Mỹ, đi về quốc lộ 51, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. À, mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 70 km thôi quý anh chị, rất là gần ha. Đây, thì tổng diện tích cái sản phẩm của mình là 312 m², bám mặt tiền đây quý anh chị, từ mấy lưới B40 của nhà cấp 4 bên này nha. Đây, từ mấy lưới bên này, à, bám mặt tiền đường nhựa qua khỏi nhà cấp 4 đây quý anh chị. Đó, qua khỏi nhà cấp 4 khoảng tầm 1 mét ha. 1 mét đến 2 mét đây. À, đây quý anh chị. Sâu vào trong là cạnh này là 30, hơn 30 mét. Cạnh bên kia là 19 mét. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ. Quay về hướng Tây Nam mát mẻ quanh năm luôn. Mà giá bao nhiêu quý anh chị? 1 tỷ 280 triệu. Giá cực kỳ hời, cực kỳ sốc. Có sẵn nhà vườn cho anh chị về đây nghỉ dưỡng luôn quý anh chị. Phía trước mình có hai cây sồi, một cây dừa đang cho trái luôn quý chị. Và phía trước sân của mình là cũng có mái che để anh chị đậu ô tô ha. Ranh móc rất là rõ ràng rồi, sổ sẵn công chứng sang tên ngay quý anh chị. Thì nhà này hiện tại chủ đang đi công việc khóa cửa nên là em không có quay vào trong được ha. Thì trong nhà của mình là gồm một phòng khách này, hai phòng ngủ, một toilet và một phòng bếp. Phía bên này anh chị có thể làm thêm một căn nhà nữa vẫn được nha quý anh chị. Tại vì mình chiều ngang tới 11 mét lận quý anh chị. Ở đây đường thông thường hết nha quý anh chị. Đó, xe ô tô là chạy liên tục quý anh chị. À, đường này là đường Bình Ba Lăng Lớn nha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại phía sau cho quý anh chị xem. Đất của mình là nở hậu nha. À, nở hậu ra tới gần 20 mét quý anh chị. Ven theo sau này. Đây có cây sồi này. Nó sỏi khá to luôn. Mình là sát với nhà cấp 4 cái luôn quý anh chị ha. Đó, dài tới mí ranh này có móc hết rồi nha quý anh chị. À, xong rồi nó kéo bám lên. Phía sau mình là nở hậu. Đây quý anh, đây có cái mí móc này quý anh chị ha. Đó, qua bên kia có cái móc nữa. Sát nhà cấp 4 là có cái móc nữa ha. Dài qua đây. Đó, đây hàng rành này nha quý anh chị. Phía sau mình là chủ đã đo rành móc hết rồi, sổ sẵn công chứng sang tên ngay. Đây quý anh chị, nó xéo xéo qua đây nha. Đó, tại vì đất của mình nở hậu đây theo hàng cọc này. Phía sau mình có cây dừa này, nhà cấp 4 mình là tới đây thôi. Đó, không có xây hết đất nha quý anh chị. Đó, có bồn nước đồ đầy đủ hết nha. Đó, giá cực kỳ hời cho anh chị đầu tư hoặc là mình mua để dành làm vài nhà vườn nghỉ dưỡng. Phía sau lưng của mình là cũng có nhà cấp 4 đây nha quý anh chị. Đây. Từ cái nhà cấp 4 này ra đây 1 mét nè, là mới hết đất của mình nha quý anh chị. Này, đất của mình này. Ngay xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá cực kỳ hời quý anh chị. Đây có một phòng ngủ nè. À, hai phòng ngủ, phía sau là phòng bếp, toilet phía sau ha. Còn phía trước này là phòng khách. À, đây là phòng khách nha quý anh chị. Ở đây điện nước nó đầy đủ rồi, anh chị về đây thì mình ở thôi ha.
không phải sắm gì thêm nhiều, mình chỉ sắm thêm nội thất thôi nha quý anh chị. Ở đây là khu dân cư san sát luôn ha, đây người ta đang ở đây luôn nha quý anh chị. Vị trí của mình là gần hồ Đá Đen đây giống quý vị. Đây ra khoảng tầm là hơn một cây số thôi là có cái hồ Đá Đen khá là lớn luôn. Cái hồ đó là chứa nước cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình luôn nha quý vị. Khá là lớn, khá là rộng luôn. Đấy. Đây bản số Sài Gòn người ta đi qua lại đây rất là nhiều quý vị. Tại vì đường này là đường liên xã luôn quý vị ha. Rồi, bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. Mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn nha quý anh chị. Nhưng mà tại vì chủ chụp cái sổ hơi mờ ha, nên là bây giờ em sẽ quay cái sơ đồ vị trí nó rõ hơn quý anh chị. Đây, địa chỉ là xã Bình Ba, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 312 m², mục đích sử dụng là 50 m thổ cư, còn lại cây hàng năm ha. Đây quý anh chị, đất nở hậu cực kỳ đẹp, phía sau mình có suối luôn nè. Bám mặt tiền đường nhựa đây là 11 m, cạnh bên này là 19 m, cạnh bên này là 34 m ha. Tổng diện tích là 312 m², 50 m thổ cư ha. Mình nhà của mình là quay về hướng Tây Nam. Rồi để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Quý anh chị, đây là bản quy hoạch của mình ha. Để đất của mình là phủ hồng toàn bộ, thì trên bản quy hoạch của mình thì đường vô thông có vào một chút xíu nha quý anh chị, nhưng mà vào không đáng kể ha. Tại vì mình chiều dài rất là dài luôn. Tổng diện tích giao thông của mình chỉ có 45 m thôi, thì mình vào khoảng tầm là 4 m nha quý anh chị. 4 m. Mình là cạnh bên này là 35 m này, cạnh bên này là 19 m, nở hậu nha. Phía sau mình là có con suối. Tổng diện tích là 312,7 m², giá cực kỳ hời. Hiện tại chủ mới làm một căn nhà bên này thôi, thì phía bên này mới làm là ngang năm thôi, còn tới 6 m lận là anh chị làm nhà bên này thoải mái, hoặc là mình làm vườn trái cây bên này, hoặc là mình làm kho xưởng bên này cũng khá là ok. Tại vị trí của mình là mặt tiền đường liên xã nên mình có thể kinh doanh buôn bán được luôn quý chị. Rồi, anh chị quan tâm thì inbox liền cho em ha. Tọa lạc tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý chị.